Ủa, đâu rồi ta? À, đây rồi, đây rồi. Ok. Cái viết mới mua. Không, anh không biết nghe, nhưng mà hết giãn cách xã hội, các bạn có mua cái gì mới không? Hả? Có mua cái gì mới không? Anh nè, có cái tablet mới mua. Không, có cái viết. Thật ra mua cái này là để dạy online á, không? Thì khi mà mình viết vô đây là giống như viết trên bảng vậy đó, không? Rồi đó là cái mới đầu tiên nè. Rồi ta còn gì mới nữa? Cái camera đang quay cho tụi bay là đồ mới luôn. Đây là cái camera chuyên để quay vlog luôn, it's so beautiful. Và nó rất là tiện lợi cho anh ha, để chiến đấu cơ động. Rồi còn một cái nữa, đó là nhân cái dịp mà giãn cách ở nhà là anh sửa lại hết văn phòng của anh luôn. Đó là những thứ mà anh Trí vừa mới shopping sau cái đợt giãn cách rất là u uất và rất là đau khổ. Cho nên là câu hỏi sắp tới có tính mua cái gì mới không? Và khi nói với nhau về chuyện mua sắm, về chuyện shopping, thì thành thật mà nói là dạo gần đây, đặc biệt là tới gần cái ngày định mệnh về mua sắm của cả thế giới này là ngày 11 tháng 11. Xuất phát từ cái ngày lễ độc thân của Trung Quốc, đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái câu chuyện rồi báo đài nói về cái trào lưu mua sắm thái quá, đúng không? Và rồi kêu gọi các bạn trẻ phải tiết kiệm, đừng có mua sắm. Và anh nói thiệt luôn là họ kêu gọi thì cũng chân tình, nhưng mà sau một hồi anh thấy kêu gọi tiết kiệm một cách thái quá luôn. Và anh không tin là nó sẽ mang lại kết quả. Bởi vì cái nhu cầu mua sắm nó là một cái nhu cầu rất tự nhiên, chân thật, để mình làm mới cuộc sống của mình, làm mới phương tiện của mình, làm mới cảm xúc của mình. Right? Thì anh nghĩ đó là một cái nhu cầu tự nhiên, và nếu mình đè nén nó xuống đến một ngày đó nó cũng sẽ bùng nổ trở lại mà thôi. Cho nên là anh nghĩ là cái chuyện mua sắm và cái nhu cầu mua sắm để làm mới cuộc sống của các bạn là một nhu cầu rất chính đáng. Và cần phải có một cái nhìn cởi mở cho nhu cầu mua sắm chính đáng của giới trẻ hay của tất cả mọi người luôn. Ok? Và biết luôn là nói tới đây là thế nào cũng có bạn ngửi ngửi nói là rồi rồi, cha này chuẩn bị xạo xạo rồi quay xe nè. Không nha quý vị, trong cái clip này là em không có xạo xạo quay xe đâu nha. Thấy không? Em nói một cách thẳng thắn, cởi mở, đa chiều để chúng ta có một cái hiểu rất tự nhiên và rất cởi mở, sâu sắc về tâm lý mua sắm, tâm lý tiêu dùng. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Let's go. Xin chào các bạn, mình hôm đến của Mr. Well, một thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến từ Học viện Awake Your Power. Và ngày hôm nay xin chào mừng các bạn đến một vlog bài giảng của anh, để chúng ta nói với nhau về tâm lý tiêu dùng và cách chi tiêu làm sao cho nó khôn ngoan, cho nó sâu sắc, được không? Và nếu các bạn cảm thấy là bài giảng này thật sự có giá trị, ý nghĩa và nó giúp ích được cho bản thân hoặc là cho bạn bè và gia đình của mình, thì nhớ like, subscribe và đừng ngại chia sẻ nó cho những người thật sự cần. Còn bây giờ, sẵn sàng chưa? Xin mời. Lý do thứ nhất, cái này có thể các bạn không tin, nhưng việc chúng ta tiêu xài, mua sắm, thực chất đó là động lực để phát triển nền kinh tế và duy trì công ăn việc làm và thu nhập cho chính bản thân của các bạn. Có tin không? Bởi vì để ý đi các bạn, là nếu ngày hôm nay chúng ta tuân thủ một cách cực đoan tất cả những cái lời khuyên đó là không có tiêu xài nha, phải tiết kiệm nha, bo, cái mình giữ hết tiền của mình lại, mình không có mua sắm, không có tiêu xài gì hết, thì ok, mình có tiền. Nhưng mà rồi tưởng tượng xem là nếu mình tuyên truyền điều đó cho tất cả mọi người cùng làm, và rồi khách hàng của công ty của các bạn, cái khách hàng của cửa hàng của các bạn cũng tuân thủ đúng cái nguyên tắc đó, bao giữ tiền, không tiêu xài, không mua sắm nữa, vậy thì công ty của các bạn sản xuất hàng hóa, dịch vụ bán cho ai bây giờ? Hiểu ý anh không? Cho nên nếu ngày hôm nay tất cả mọi người đều ki bo và không tiêu xài, không mua sắm, không sử dụng hàng hóa dịch vụ nữa, thì thẳng thắn nha, là tất cả những cái doanh nghiệp, tất cả những cái cửa hàng, tất cả những cái quán xá đang nỗ lực rất lớn để vực dậy cái hoạt động kinh doanh của mình sau giãn cách xã hội, họ sẽ chết. Và những doanh nghiệp đó sẽ phá sản, và đó tính luôn doanh nghiệp của các bạn. Và khi đó chúng ta mất thu nhập, chúng ta mất tiền lương và công việc của mình. Hiểu ý anh không các bạn? Cho nên ở góc độ vĩ mô, chúng ta phải nhìn ra là cái việc mua sắm, tiêu xài và sử dụng các sản phẩm dịch vụ là động lực để phát triển và vực dậy nền kinh tế. Và đó là lý do mà sau giãn cách xã hội, không chỉ là ở Việt Nam và rất nhiều chính phủ trên thế giới tung ra những cái gói kích cầu rất lớn để kích thích nhu cầu tiêu dùng và mua sắm, và qua đó vực dậy hoạt động
kinh tế, xã hội. Cho nên shopping là đóng góp xây dựng phát triển đất nước. Điểm thứ hai là tiền kiếm được bây giờ không xài vậy để làm cái gì? Nói anh Trí, em phải để dành tiền, em phải tiết kiệm, em phải đầu tư, em phải làm cho tiền đẻ ra tiền. Ok, tiền nó đẻ ra tiền xong rồi để làm gì nữa? Nói anh Trí, khi tiền nó đẻ ra tiền rồi, em sẽ bắt đầu bước vào những cuộc chơi đầu tư lớn hơn nữa, những dự án hoành tráng hơn nữa. Để làm gì? Để cho tiền nó tiếp tục đẻ ra thêm nhiều tiền nữa. Rồi để làm gì? Để tiền đẻ ra tiền. Rồi đẻ ra tiền để làm cái gì? Nếu không phải là để mang lại cho mình cái hạnh phúc, mang lại cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, mang lại cho mình và gia đình và bạn bè một cái cuộc sống vui hơn, tiện nghi hơn, tốt hơn, chan hòa, ấm áp hơn, nếu không phải để làm những điều đó thì để làm cái gì? Right? Cho nên là đôi khi ngày hôm nay chúng ta đọc nhiều những cái cuốn sách làm giàu, rồi những cuốn sách đầu tư, đôi khi nó cực đoan quá. Và rồi nó tạo nên cái hình ảnh mà anh nhìn thấy ngày hôm nay của nhiều người mà họ giống y chang cái câu chuyện chúng ta nghe trong cổ tích, đó là lão nhà giàu hà tiện, đến chết vẫn còn keo, đúng không? Tức là ông rớt xuống sông rồi, cái thằng lái đò nó kêu là tôi vớt không lên, cho tôi mấy đồng được không? Ông trả giá tới nỗi ông chìm, ông chết luôn. Hiểu không các bạn? Cho nên nếu ngày hôm nay tiền mình kiếm được mà mình không xài được nó, để rồi mình rơi vào cái sự u uất, cái sự bế tắc, cái cuộc sống của mình nó thiếu thốn, nó chật vật, nó không ra hệ thống cống rãnh gì hết, hiểu không? Rồi mình cứ bo bo, mình giữ tiền, mình nuôi tiền, mình để tiền, để ra tiền, mà mình khốn nạn, mình khổ cực, thì cái đó là quá là sai. Và khi đó chúng ta không tận dụng được tiền như một công cụ, mà chúng ta trở thành nô lệ của tiền bạc. Lý do số 3, đó là khi nói với nhau về chuyện mua sắm và rồi khi mình hết tiền, anh thấy các bạn trẻ bắt đầu có xu hướng bắt đầu nguyền rủa chửi bới Shopee, Lazada, không? Bắt đầu đổ lỗi cho họ, ok? Và nói là mua Shopee toàn mua ngu. Nói ai nói các bạn là Shopee là mua ngu, Lazada là mua ngu? Xin lỗi các bạn, là rất nhiều bạn ngày hôm nay là họ lựa, họ so sánh, đúng không? Họ phân tích giá cả, họ tìm được cái cửa hàng cung cấp cái dịch vụ và sản phẩm giá cả hợp lý nhất, họ vẫn chưa mua, đúng không? Họ bỏ vô giỏ hàng. Nói anh ơi, em bỏ 8-9-10 sản phẩm vào giỏ hàng đó, đây là những thứ em cần, em thích, em muốn rồi đó. Em đợi tới ngày nó khuyến mãi, nó sale sập sàn, khi đó tự động Lazada, Shopee tới nhắc, ê, có giảm giá rồi, khi đó mình mới mua. Thì cái đó đâu phải là mua ngu, right? Mình mua với cái giá rẻ nhất có thể. Và mình phải nhìn thấy là gì? Đó là cái mà Shopee và Lazada giúp chúng ta làm được. Họ giúp chúng ta lựa chọn được những cái sản phẩm hợp lý và đúng nhu cầu của mình, và rồi săn tới lúc giá rẻ nhất nhắc mình để mình vô mình mua. Hả không? Thì cái đó sao gọi là mua ngu? Đúng không đã? Và rồi rất nhiều những bạn sinh viên hoặc là những bạn trẻ từ dưới quê lên thành phố chân ngứa chân ráo, đường xá không biết, khu này khu kia không biết, không? Mà bây giờ muốn mua cái gì lên search cũng có, không cần phải đi tìm, không cần biết đường xá đi lại sao hết, người ta ship lên tận nhà cho mình. Vậy mà tới lúc mà mình mua sắm xong mình đè người ta ra mình cà khịa, vậy là không được. Cho nên là ai nói là mua đồ trên Shopee, Lazada là mua ngu, mua giá rẻ sập sàn mà còn kêu mua ngu à? Sai lắm nha, sai lắm nha. Vậy là ăn cháo đá bát nha. Cái cuối cùng là sau 4 tháng trời bị nhốt ở trong nhà, không được ra đường, u uất trầm cảm, và bây giờ cái chuyện mua sắm một chút xíu để cho nó vui vẻ trở lại, khoan nói tới chuyện giúp đỡ nền kinh tế phát triển, mua sắm ăn cái món mà mình đã rất thèm trong suốt 4 tháng trời, không? Mua thêm 1-2 cái bộ quần áo mới. Và cái việc mua sắm đó thực sự nó làm cho mình cảm thấy vui hơn, thoải mái, nhiệt tình hơn, và vượt qua được cái sự u uất, cái sự mệt mỏi trong suốt 4 tháng bị nhốt ở nhà. Thì cái đó có gì là sai? Mưu cầu một chút hạnh phúc, một chút niềm vui, có gì là sai? Come on. Vì vậy, tóm lại 4 lý do tại sao anh nghĩ là việc mua sắm là một việc rất tự nhiên và là một nhu cầu cần thiết và cần phải được trân trọng và đáp ứng một cách bình tĩnh. Thứ nhất, đó là mua sắm là đóng góp vào phát triển và vực dậy nền kinh tế. Thứ hai, tiền để làm gì nếu không phải là để mang lại cho mình một cuộc sống tốt hơn, tiện nghi hơn, mang lại cho gia đình mình và những người thân những trải nghiệm có ý nghĩa hơn. Why not? Thứ ba, là mua sắm trên những hàng thương mại điện tử thực chất vẫn là một trải nghiệm rất là thông minh và tiện lợi. Cuối cùng, buồn, mua mà người mình nó vui, nó tươi tỉnh hơn, nó nhiệt tình phấn khởi hơn, để rồi bắt đầu quay trở lại công việc học tập.
thì có gì là sai? Sao? Thấy anh Quéo nói đúng không? Cho nên là YOLO mấy đứa à, thích thì nhích thôi. Và anh biết luôn là tới thời điểm này, đằng sau màn hình, tất cả những tín đồ shopping đang khóc nức nở bởi vì hạnh phúc, bởi vì xúc động. Nói anh ơi, chỉ có anh mới hiểu được em. Chỉ có anh mới hiểu được cái sự cống hiến to lớn của tụi em cho xã hội, cho đất nước, cho nền kinh tế. Và tỉnh lại đi tụi bay, cái phần tao vừa nói là dành cho mấy cái đứa keo kiệt, bủn xỉn. Còn cái phần mà tao dành cho những tín đồ shopping, tụi bay là phần tiếp theo đây nè. Hả không? Chứ tụi bay ngồi đó mà khóc lóc sung sướng là tụi bay xài sạch hết gia sản tụi bay đi, hả không? Rồi tới ngày tụi bay chết đói, hả không? Là trên mộ bia của tụi bay tao khắc logo của Shopee Lazada lên. Rồi tụi bay sung sướng để tưởng nhớ tổ quốc ghi công tụi bay luôn. Cho nên, thưa quý vị, bây giờ phản biện lại một chút xíu để chúng ta có một cái hiểu sâu sắc hơn. Xin được phản biện lại với bốn cái quan điểm hỗ trợ cho cái hành vi tiêu dùng một cách thoải mái. Thứ nhất, đó là sao? Các bạn lo lắng là các doanh nghiệp, các công ty hàng đầu họ bị phá sản, họ rơi vào suy sụp, họ không bán được sản phẩm dịch vụ à. Trời ơi quý vị ơi, bây giờ đi lo cho tỷ phú nó phá sản. Trời ơi lo quá anh ơi, em lo là Zara, H&M, Uniqlo bị phá sản. Em lo là Samsung, Apple không bán được điện thoại. Cho nên các bạn phải nhìn ra một thực tế là gì? Là đúng là dĩ nhiên cái hoạt động tiêu dùng là một hoạt động nó kích thích nền kinh tế. Nhưng ngày hôm nay đằng sau tất cả những thương hiệu, những cái cửa hàng, những doanh nghiệp là đội ngũ của những chiến binh, của những chuyên gia về marketing, của sale, after sale service. Họ nỗ lực hết sức để vực dậy doanh nghiệp của họ. Và họ đang chiến đấu bằng tất cả cái sự tinh nhuệ của mình để tạo ra doanh thu, để gút lại doanh thu của một cái năm rất là khó khăn, năm 2021, và đưa doanh nghiệp của mình không những tồn tại mà có thể phát triển, thậm chí thích ứng với giai đoạn bình thường mới. Cho nên là ngày hôm nay đừng có lo là những doanh nghiệp, những công ty và những tỷ phú bị phá sản, lo tụi bay phá sản kìa. Hả không? Đừng có lo là họ bị suy sụp sau đại dịch, bởi vì rất nhiều doanh nghiệp ngày hôm nay đã thích ứng, đã chuyển đổi số và vẫn tồn tại tốt trong đại dịch. Lo là các bạn bị mất thu nhập sau khủng hoảng, sau đại dịch kia kìa. Hả không quý vị? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đúng là những cái người mà cứ suốt ngày tích góp, ký góp một đống tiền khổng lồ, rồi chắc gì họ đã hạnh phúc. Bởi vì thẳng thắn đi các bạn, là tiền thôi không đủ để mua sự hạnh phúc. Đó là thực tế, đồng ý. Đó là tiền chưa chắc giúp các bạn mua được cái sự tôn trọng từ bạn bè, từ đồng nghiệp, mua được cái sự thấu hiểu với người yêu, với gia đình, với bố mẹ của mình, mua được cái sự đồng cảm với con cái của mình, cái sự chia sẻ và bầu bạn với những đứa trẻ trong chính gia đình của mình. No, tiền không thể đảm bảo điều đó được. Tiền thậm chí cũng không mua lại được cái sự hồn nhiên, cái sự háo hức, cái sự say sưa ngay trong tinh thần, trong cái nỗ lực mỗi ngày của các bạn. Money cannot buy you that. Tuy nhiên, thẳng thắn đi, là đúng là tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua bớt đi được rất nhiều những bất hạnh. Tiền có thể mua đi được cái bất hạnh trong việc các bạn không chuyển được sang một cái giường bệnh rộng rãi, một cái chỗ ở đàng hoàng hơn cho bố mẹ của mình. Tiền có thể mua đi được cái bất hạnh trong việc các bạn không thể mua một đôi giày chạy bộ mới cho con của mình. Tiền có thể mua đi được cái bất hạnh trong việc các bạn không dám bật máy lạnh lên trong một cái đêm hè rất là nóng nực và oi bức. Hiểu ý anh không? Cho nên là quan trọng nhất, anh nghĩ tiền có thể mua đi được cái sự bất hạnh của việc lo lắng, phập phồng và bất an về chi phí, về những khoản tiền phải trả, những cái bất trắc trong tương lai của bản thân và của gia đình của mình. Và chỉ khi đó các bạn mới có được cái sự bình an để nuôi dưỡng và tận hưởng được cái hạnh phúc trong hiện tại. Cho nên anh khẳng định là một nền tảng tài chính vững vàng, một khoản tiết kiệm và tích lũy không phải là điều kiện đủ, nhưng là điều kiện cần để tạo ra hạnh phúc. Thứ ba, đúng là những cái sàn thương mại điện tử giúp các bạn có thể săn sale sập sàn, mua những sản phẩm rẻ hơn rất nhiều so với giá niêm yết. Tuy nhiên, mua sản phẩm giá rẻ vẫn có thể là mua ngu. Bởi vì nếu mua một sản phẩm dịch vụ và rồi sau đó không tận dụng được nó giống như mình đã tưởng tượng trước khi mình mua, thì đó là mua ngu. Dù cho nó có rẻ đến mức nào đi chăng nữa, thẳng thắn đi là đã bao giờ mua một cái áo và tưởng tượng là ồ rất hay, rất thích, rất vui, và rồi mặc rồi đúng một lần không? Thậm chí có cái áo nào các bạn đã từng mua và vẫn chưa xé mặt, và vẫn chưa mặc nó không?
có cái thiết bị điện tử nào mà mình coi trên mạng mà thấy ô cái này đúng rồi, cái này hay lắm, về dùng một đúng hai lần sau đó để vào trong xó phủ bụi, có không? Và anh cũng có những trải nghiệm y chang như vậy luôn. Bằng chứng đó là trong cái giãn cách xã hội, anh có lên mạng và anh có mua một cái khóa học tiếng Hoa, bởi vì anh đã tò mò về tiếng Hoa rất là lâu rồi, và anh mua một khóa học tiếng Hoa được giảm giá rất là rẻ, có 400k à các bạn, rẻ quá mà. Và rồi sau đó anh học được đúng 2 bữa, còn 18 cái buổi sau đó ta không có học nữa. Thì mặc dù nó chỉ có 400.000 thôi, nhưng đó rõ ràng là một cú mua ngu. Ngược lại là cách đây 12 năm anh có mua một cái khóa học trị giá là 15.000 đô, và anh đi học ở bên Singapore, và đó là cái khóa học để train the trainer, dạy về cái cách để huấn luyện cái chương trình 7 thói quen của những người thành đạt, và đó là cái chương trình huấn luyện nổi tiếng nhất ở cả châu Á, Thái Bình Dương. Thì mặc dù đó là một cái sản phẩm rất là đắt tiền, 15.000 đô la, nhưng anh đã tận dụng nó một cách cực kỳ triệt để trong suốt 12 năm sau đó. Chưa kể nó giúp anh trở thành người Việt Nam đầu tiên được huấn luyện và xác nhận cái khả năng giảng dạy 7 Habits, và anh dùng nó để giảng dạy liên tục trong suốt 12 năm sau đó, và xây dựng phát triển cả cái học viện Habit Your Power cho tới ngày hôm nay. Well, thì dù là số tiền nó rất lớn, nhưng nếu mình tận dụng nó một cách quyết liệt và triệt để giống như mình đã tưởng tượng trước khi mình xuống tiền, thì đó là một cái thương vụ khôn ngoan. Cuối cùng là nếu các bạn rơi vào cái trạng thái u uất, trầm cảm, cô đơn bởi vì mình bị cách ly trong 4 tháng trời của đại dịch, thì tại sao lại phải dùng vật chất, hàng hóa để bù đắp vào cái nỗi cô đơn của mình? Mà tại sao không dùng những cái trải nghiệm kết nối, trò chuyện, chia sẻ vui vẻ với bạn bè, với gia đình, với đồng nghiệp, với người thân để bù đắp vào cái sự thiếu thốn và tình cảm và tinh thần đó? Cho nên thiếu cái gì thì mua cái đó chứ, phải không các bạn? À, cho nên cái mà anh luôn tin là gì, là nếu ngày hôm nay chúng ta mong muốn một cái sự hạnh phúc, thì thành thật với nhau đi các bạn, cái sự hạnh phúc nó đến chủ yếu từ quá trình mình san sẻ một trải nghiệm nào đó với bạn bè, với người thân của mình. Còn cái niềm hạnh phúc mà hàng hóa và vật chất mang lại thường rất là ngắn ngủi và nông cạn. Vì vậy, rút lại cái chia sẻ ngày hôm nay, đó là cứ tiêu xài, cứ mua sắm, anh nghĩ đó là một hành vi rất tự nhiên. Và sắp tới là lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm, ngày 11 tháng 11, rồi Noel, rồi lễ Tết, không? Thì well, các bạn hoàn toàn có thể mua sắm tiêu xài. Tuy nhiên, 4 việc mà các bạn nên làm để đảm bảo là chúng ta sẽ có hành vi mua sắm khôn ngoan và sâu sắc. Thứ nhất, đó là học từ những pha mua ngu của mình. Ngay bây giờ, coi hết cái video clip này, anh muốn các bạn đi mở tủ quần áo của mình ra, coi lại tất cả những quần áo mà mình đã mua, coi lại cái kệ giày của các bạn, coi lại cái hộp trang điểm của các bạn, coi lại cái bàn đựng những thiết bị điện tử của các bạn, và nhìn ra coi là cái thứ gì mình đã mua và xài được đúng 2 lần treo lên để đó, là không biết tới khi nào mới đụng lại. Có cái sản phẩm nào vẫn còn mạt chưa đụng vô hay không? Thậm chí là có cái thiết bị gì mà coi quảng cáo nhìn rất ngầu, rất cool, rất hay, mua về bóc ra xài như cứt, tức quá, dục đó, có hay không? Thả vô cái comment báo cáo cho ông Quéo và kể cho nhau nghe về những pha mua ngu của mình. Ok, và rồi khi đó nhớ lại xem là khi các bạn đã có những hành vi mua sắm đó, trước khi mua các bạn đã có cái cảm xúc gì, các bạn đã có cái suy nghĩ và tưởng tượng như thế nào, để rồi lần sau mỗi khi cái cảm xúc đó đến, những cái suy nghĩ đó đến, các bạn nói cẩn thận, cái này là những suy nghĩ trước một pha mua ngu nè, phải không? Và khi đó mình sẽ bảo vệ được tiền của mình khỏi những cái mua sắm vô ích và phung phí. Thứ hai là một khi đã đi mua sắm là phải mua cho sạch. Nhưng sạch bao nhiêu tiền? Cho mình một cái ngân sách cụ thể để đốt cho sạch. Và khi mua, mua cho sạch, cho sướng. Nhưng cho mình một cái ngân sách cụ thể là trong tháng 11 này các bạn sẵn sàng chi tiêu bao nhiêu tiền cho việc mua sắm. Có thể là 3 triệu, có thể là 5 triệu, có thể là 10 triệu, có thể là 20 triệu. Bao nhiêu cũng được, nhưng phải có một con số cụ thể. Và xài hết số đó là dừng lại. Cho mình một cái ngân sách để mua sắm và mua cho sập trong tháng 11. Sau khi có con số đó xong rồi, các bạn tự hỏi mình là nếu như mỗi tháng chúng ta đều chi ra một con số như vậy để mua sắm, để tiêu xài, thì các bạn nghĩ là số tiền còn lại có đủ cho những cái dự định về tài chính lâu dài của mình hay không? Số tiền còn lại có đủ để xoay sở trong những tình huống bất ngờ hay là khẩn cấp cho bản thân và gia đình hay không? Nếu đủ thì mua đi kẻo lỡ. 3.
trước khi bước vào một trận tổng tấn công mua sắm và shopping thì hãy gọi điện thoại liên lạc với bạn bè, người thân, đồng nghiệp và rủ rê nhau để làm một cái trận bù khú nào đó vui vẻ, đoàn viên sau giãn cách, để nấu ăn cùng với nhau, để ngồi tâm sự, trò chuyện, chia sẻ. Thậm chí anh với mấy người bạn của anh kéo nhau lên núi để đi chạy, không? Rồi anh dẫn con chó của anh đi chạy trên núi nữa, vui kinh khủng lắm, không? Thì rủ rê nhau để có một cái trải nghiệm đoàn viên, quây quần, hội hè, trò chuyện, ca hát, và để cho những mối quan hệ thân thiết đó nó lấp đầy trái tim của các bạn với niềm vui và sự hạnh phúc. Và khi đó biết đâu được các bạn bất chợt nhận ra đây chính là cái hạnh phúc chân thật trong cuộc sống của mình, và chúng ta không quá cần quần áo, giày dép, thiết bị để lấp đầy vào cái khoảng không và sự trống rỗng đó nữa. Cuối cùng, lưu ý thứ tư là nếu các bạn đột nhiên dư ra một cục tiền rất lớn bởi vì 4 tháng bị nhốt trong nhà vẫn có thu nhập ổn định và không có cơ hội mua sắm gì hết, và lúc này các bạn nhìn thấy xung quanh mình rất nhiều người đang bắt đầu ném tiền vào đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư Bitcoin, cryptocurrency, thì lời khuyên chân thành của anh đó là tuyệt đối, nếu không có kiến thức và am hiểu về các kênh đầu tư, đừng có đầu tư FOMO, đừng có hùa theo đám đông. Bởi vì việc đó có thể giúp các bạn kiếm được một khoản lợi nhuận nho nhỏ bất thường nào đó, nhưng nếu không có kiến thức và am hiểu về đầu tư, trước sau sớm muộn gì các bạn cũng biến thành những cái nhà đầu tư F0, nộp hết tiền cho thị trường. Và cái trải nghiệm đau đớn đó sẽ khiến các bạn mất niềm tin vào việc tiết kiệm và đầu tư. Cho nên đừng có đầu tư FOMO cho đến khi các bạn có một cái sự am hiểu và những kiến thức cơ bản để bảo vệ mình trong cuộc chơi tài chính đó. Well, cuối cùng anh nghĩ là anh giữ lời hứa nghe, đó là không có lừa, không có quay xe, mà anh phản biện hai chiều để những bạn quá là tôn thờ tiền bạc có một cái nhìn điềm tĩnh hơn, cởi mở hơn, thoải mái hơn, và những tín đồ mua sắm cũng có một cái nhìn tỉnh táo hơn, để rồi well, cùng nhau chúng ta đi làm, kiếm tiền, enjoy cuộc sống, cân nhắc những cái khoản tiết kiệm và có một cái nhìn từng bước xa hơn cho bản thân, cho gia đình của mình. Đừng gì cực đoan quá, được không các bạn? Thật ra tất cả những cái anh chia sẻ với các bạn là những kiến thức cơ bản nhất của cái am hiểu về tài chính cá nhân nghe. Cho nên là tới thời điểm này, nếu mà bạn nào trong cái đại dịch vừa rồi cũng khó tìm được cái khoản tiết kiệm rất là tốt, đúng không, và muốn tiếp tục duy trì cái thói quen tiết kiệm trong thời gian sắp tới, thì các bạn không nhất thiết phải tham gia những cái khóa học về đầu tư chuyên sâu trong học viện của anh, mà các bạn có thể tham gia một cái khóa học nho nhỏ trên Zoom 4 tiếng đồng hồ với anh thôi, để hiểu về cái kỹ thuật bảo vệ tiền bạc của mình, cái cách để tiết kiệm sao cho nó khôn ngoan, chặt chẽ hơn. Và anh tin đó là cái nền tảng đầu tiên để lên kế hoạch cho tương lai tài chính của các bạn. Anh để link trong description. Cuối cùng là nếu ngày 11 tháng 11 thiệt tình là không có gì vui vẻ để mua hết, thì hãy chuẩn bị đón chờ một cái sản phẩm rất là dễ thương, mang cái tinh thần của bình thường mới và mang cái dấu ấn của lối sống tối giản ha, mà anh Quéo sẽ gửi gắm và chia sẻ với các bạn. Món quà mà anh nghĩ là fan đã chờ đợi từ rất lâu. Ngày 15 tháng 11, 8:45. Hẹn gặp lại các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là khoản chi tiêu tốn kém nhất của anh sau giãn cách, đó là chuyển đổi hết công năng trong học viện thành ra từ những cái phòng học và phòng giảng dạy thành ra không gian co-working, không gian để mọi người có thể dạy trên Zoom rồi streaming. Ok, thì xin mời mọi người đi ngó ngoài chút cái không gian mới của bọn anh nha. Rồi, đây là cái phòng hồi trước là phòng huấn luyện, thì bây giờ đổi thành không gian co-working để mọi người có thể lên ngồi làm việc cùng với nhau. Rồi, cái chỗ này là chỗ để sinh hoạt, mọi người có thể dùng nó để ăn trưa hoặc là chơi đàn piano. Rồi, cái khu ở trên lầu á là cái phòng học trên này bọn anh chuyển đổi thành cái phòng để streaming và để quay clip, đúng không? Rồi trồng lại hết mấy cái cây xanh luôn, tại đợt rồi á là bị nhốt ở nhà đâu ai lên tưới cây đâu, mấy cái cây trong học viện nó chết hết, này là cây trồng mới nha quý vị. Đây là chỗ để làm việc standing, đứng làm việc. Rồi, đây là mấy cái phòng để mà mình có thể họp hoặc là dạy online được. Đây là cái chỗ mà anh hay quay clip nè, thấy không? Bên này một phòng nữa. Và đây là anh Minh trong team production. Hello anh Minh. Rồi, hết rồi đó. Còn biết làm gì tiếp theo chưa? Nhấn subscribe, nhấn like, nhấn cái chuông để nhận thông báo và comment và chia sẻ cho anh góc nhìn và những nhận thức mới mẻ mà các bạn có được sau video clip này. Nhớ nha, chúng ta là một thế hệ hành động. Xin được đồng hành cùng với các bạn. Thank you.